Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp trường học là một trong những đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, trong đó có các khoản thu trong trường học như thu phí, học phí của học viên, các khoản thu khác. Và để làm tốt được quy trình của một kế toán trong đơn vị trường học, bạn cần phải hiểu rõ quy trình làm việc, luân chuyển các chứng từ trong đơn vị, kết chuyển nguồn kinh phí và làm các báo cáo liên quan, các chi phí thường xuyên để có thể lên được một báo cáo tài chính, hành chính, sự nghiệp. Hãy cùng kế toán Việt Hưng giúp các bạn thực hành thành thạo tất cả các công việc của một kế toán hành chính sự nghiệp có thu trong trường học ngày hôm nay. Đi vào tìm hiểu về nội dung của khóa học kế toán hành chính sự nghiệp trường học. Ở khóa học này sẽ giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ các hệ thống tài khoản theo thông tư 107 và hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm theo đúng đơn vị hành chính sự nghiệp. Hướng dẫn tạo cơ sở ban đầu trên phần mềm kế toán cũng như hướng dẫn thực hiện việc sao lưu khôi phục các dữ liệu. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến đầu kỳ. Nội dung thứ hai, chứng từ phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp trường học. Và nội dung thứ ba liên quan đến báo cáo tài chính. Ở nội dung đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra lại toàn bộ các sổ sách đối với mảng hành chính sự nghiệp trường học. Hướng dẫn thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được báo cáo liên tiếp theo các năm. Hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra điều chỉnh cũng như giải thích ý nghĩa về các số liệu đầu kỳ. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ đi vào các nội dung hướng dẫn thực hiện việc hạch toán, nhập dự toán, nhập chi phí của năm, các quy trình hồ sơ liên quan đến giấy rút dự toán, hướng dẫn các nghiệp vụ thanh toán liên quan đến tiền điện, tiền nước, chi hoạt động thường xuyên, các thủ tục liên quan đến hồ sơ lương, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo và đối chiếu với kho bạc hàng quý. Hướng dẫn thực hiện mua và ghi tăng, theo dõi tài sản cố định, đối chiếu giữa sổ theo dõi và sổ cái tài sản cố định, các nghiệp vụ liên quan đến thanh lý và hồ sơ thanh lý. Hướng dẫn các công việc như đối chiếu hàng tháng, hàng quý, cân đối các chỉ tiêu, hướng dẫn việc đối chiếu sử dụng rút kinh phí hàng quý và các hồ sơ liên quan đến rút kinh phí tại kho bạc. Hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp trường học. Và các mẫu báo cáo này có khác gì so với kế toán mảng doanh nghiệp bình thường là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học. Trong giáo trình các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên trang web kế toán việt hưng.com, giáo trình online và tìm kiếm đến khóa học. Hoặc các bạn sẽ được lựa chọn học trên chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình học kế toán hành chính sự nghiệp trường học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.